báo lễ hội hóa trang. Đi 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 đi. Cô tránh ra cho tôi đi. Ôi, tôi không tránh đấy. Bà đồ nhà quê, tự nhiên mà tránh. Ui, nhìn em mặc rồi. À, nhặt thùng rác đúng không? Lại không tân thủ đứa con gái đi xin tiền chứ gì. Này. Chứ sao, đồ nhà quê. Cô nghĩ bố con tôi không có tiền chắc. Bạch Phù Thủy. Chào Đức Vua. Hôm nay là sinh thần của ông chúa. Mời Bạch Phù Thủy đến tham dự sinh thần của ông chúa. Bệ hạ, ông mời Hắc Phù Thủy không ạ? Không. Hắc Phù Thủy bị hôi nách, tao không thích mời. Thế nhá. Nghĩ sao không mời ta ư? Các người sẽ phải chịu hậu quả.
Thần chào công chúa. Ta sẽ cho ngươi ngủ vĩnh viễn. Dám cùng người ta. Công chúa, con làm sao thế này? Hoàng thượng, công chúa đã bị dính lời nguyền của mụ phù thủy độc ác. Thần chỉ có thể giúp công chúa tỉnh lại trong một giờ. Hoàng thượng, hãy làm một đồ thật đẹp, nếu không công chúa sẽ ngủ vĩnh viễn. Đây là quyền trượng để trừ gian diệt ác. Hoàng thượng hãy đưa cho công chúa để tiêu diệt mụ phù thủy độc ác đó. Công chúa, con tỉnh rồi. Ta sẽ may cho con một bộ đồ thật đẹp để con tiêu diệt mụ phù thủy kia. Đi theo bố. Đi thôi. Vợ, tất cả những nàng xinh đẹp hay đến ứng tuyển nào. Loa 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 loa. Con ơi, hoàng tử tuyển vợ đấy. Hoàng tử năm nay 6 tuổi, con 5 tuổi, hợp tuổi nhau đấy. Con có muốn làm vợ hoàng tử không? Đi. Chẳng có thị nữ ở đây tuyển vợ hoàng tử đúng không? Đúng rồi. Con gái tôi vừa tròn 5 tuổi, hợp tuổi hoàng tử lắm. Cho tôi ứng tuyển con gái làm vợ hoàng tử nhá. Đây á? Ôi giời ơi, xấu như thế này chỉ làm thị nữ được thôi. Con gái tôi thế này mà cô bảo là xấu à? Ôi xấu lắm, thôi lại còn bật này. Thôi đi về đi, đi về đi, về đi. Được rồi, tôi sẽ biến con gái tôi thành xinh đẹp. Cho cô lát mắt ra. Chỉ làm thị nữ thôi. Mình có xinh hơn. We'll be right back.
Là một nàng tiên thật là xinh đẹp. Như thế này đã xứng đáng làm vợ hoàng tử chưa?